Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo một cái shop trên Shopee ha. Thì nếu như mà bạn đã có tài khoản mua hàng trên Shopee á, thì đó cũng chính là cái shop bán hàng của mình luôn. Còn nếu như mà mình chưa có tài khoản mua hàng trên Shopee thì chúng ta sẽ tạo ha. Tạo rất đơn giản thôi, bạn vào cái mục đăng ký nè. Sau đó mình dán cái số điện thoại của mình vào. Mình gõ cái Java này vô H8HHW nè. Đó. Sau đó mình bấm là gửi mã xác nhận. Thì mình sẽ đợi một xíu, trong vòng 60 giây thì nó sẽ gửi cái mã cho mình ha. Thì đó là mình đã đăng ký xong cái shop. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mình tối ưu cái shop như nào cho nó chuẩn ha. Rồi ok, nó đã gửi cho mình cái mã nè. Đó. Gửi về số điện thoại, lưu ý là đây là số điện thoại thật của mình nha. Mình bấm vào là đăng ký. Rồi, nó sẽ yêu cầu mình là gõ tên đăng nhập. Bây giờ mình sẽ gõ tên shop mình, ví dụ như là shop mình ghi, ví dụ như tùy ha, bạn muốn đặt tên shop gì cũng được, không sao. Ví dụ như mình ghi là Hùng Vương Shop đi. Đó. Thì lưu ý shop này là tên shop duy nhất nha, chỉ có bạn có. Nếu như mà ở Shopee mà có cái shop tương tự như vậy thì nó sẽ báo là có tên shop khác ha. Rồi, mình sẽ demo trong cái khóa này luôn, đó là Hùng Vương Shop nha. Rồi mật khẩu thì bạn có thể là đặt mật khẩu gì cũng được ha. Mình phải lưu ý là mình phải nhớ cái mật khẩu của mình. Rồi sau đó mình bấm vào là đăng ký. Nó phải cho mình là một cái huyết hoa nè và một cái chữ thường ha, lưu ý ha. Đó. Rồi, lưu ý là mật khẩu gồm có một chữ hoa, một chữ thường và một cái chữ số. Rồi bấm vào đăng ký, đó là xong cái bước mà mình đã đăng ký xong một cái shop trên Shopee. Chưa hết. Khi mà đăng ký xong rồi thì bạn sẽ thấy là ở bên góc phải của mình là có cái shop Hùng Vương Shop nè. Còn ở bên tay trái á thì nó có chỗ là kênh người bán, nó khác lúc nãy ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào là kênh người bán. Rồi, cái điều đầu tiên bạn nên lưu ý luôn, đó là khi mình vào shop, mình sẽ vào ngay thẳng cái chỗ mà dấu 9 chấm ở đây nè. Mình bấm vào là thiết lập shop. Và mình tìm ngay ở cái mục là đâu mất tiêu à. Đây, cái mục là thiết lập shop ha. Mình sẽ tắt ngay cái OTP. Cái OTP nó là cái này: bảo vệ tài khoản ngay bây giờ bằng cách xác minh hoạt động đáng ngờ. Là mình tắt cái OTP này. Đó. Đó là khi mà mình tắt xong á, thì khi mà mình đăng nhập vào cái Auto Shopee á thì nó sẽ không có bắt mình là đăng nhập nữa. Sau đó mình F5 lại. Đó. Rồi, tiếp theo thì bạn sẽ vào cái mục là tài khoản nè. Đó, để mình gắn cái ví Shopee ha. Thì mật khẩu bạn nhập với cái mật khẩu vào. Đó, bấm vào xác nhận nè. Gõ lại ha. Đó. Khi vào đây á thì bạn có thể là thiết lập cái email thay vì là cái số điện thoại ha. Đôi khi số điện thoại của bạn bị mất hoặc là này kia thì mình vẫn còn cái email. Ví dụ như mình phải thiết lập cái email ngay. Email của mình ha. Đó, mình cập nhật cái email nè. Đó, email đã được gửi nè. Đó. Ok nha. Rồi, hồ sơ nè. Đó, nền tảng các kiểu ha. Có thể share về. Rồi, còn thêm một cái lưu ý nữa. Đó là bạn sẽ vào cái chỗ mà mình sẽ giới thiệu ở trên xuống dưới ha. Đó là hồ sơ shop nè. Đó, bạn sẽ cập nhật cái hồ sơ. Một xíu mình sẽ hướng dẫn cập nhật luôn. Trang trí shop nè. Đó, mình hãy trang trí cái shop mình cho nó như nào thật đẹp mắt ha. Cài đặt vận chuyển, nhưng mà trước khi cài đặt vận chuyển thì mình vào địa chỉ ha. Rồi, bây giờ bạn sẽ nhập cho mình là hai cái địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là địa chỉ nhà bạn, tức là địa chỉ mà nơi bạn làm việc. Đó là cái địa chỉ mà hoàn đơn, tức là những đơn mà giao cho khách hàng mà khách hàng không nhận, hoặc là những cái đơn mà gọi cho khách hàng không được, hoặc là như thế nào đó. Thì khi mà Shopee giao hàng không được thì họ sẽ hoàn đơn ngược lại về cái địa chỉ nhà của bạn nha. Rồi, mình sẽ chọn ví dụ như họ tên là Hùng Vương Shop luôn ha. Hùng Vương luôn. Rồi, số điện thoại của mình ha. Rồi, địa chỉ này thì mình ghi là Hồ Chí Minh nè. Hoặc là bạn ở tỉnh thì bạn sẽ ghi về tỉnh ha. Hồ Chí Minh nè. Mình sẽ ghi là đó. Rồi, còn số nhà ha, thì mình sẽ ghi là
Rồi, ở đây bạn sẽ chọn là đặt làm địa chỉ trả hàng. Hay mình bấm lưu cái ha, lưu cái. Rồi, ở đây á, nó sẽ mặc định là địa chỉ lấy hàng, địa chỉ trả hàng ha. Nhưng mà bây giờ bạn sẽ tạo cho mình thêm một cái địa chỉ nữa. Mình vào đây mình sửa có được không? Mình sẽ làm một cái địa chỉ nữa ha, vào đây sửa. Thì đây là cái kho drop nha. Kho drop thì mình sẽ cung cấp cái địa chỉ kho drop của bạn luôn. Thì bạn sẽ ghi là cái tên shop của bạn luôn ha. Ví dụ như là Hùng Vương shop nè. Đó, cái hàng Hùng Vương shop nó qua kho drop lấy. Số điện thoại này là số điện thoại của cái kho drop. Thì kho drop thì mình bên kho họ sẽ làm việc với bạn về cái cung cấp số điện thoại. Bây giờ ở đây mình sẽ ghi số điện thoại của mình luôn. Đó, demo thôi nha. Còn cái số điện thoại này á là bạn sẽ ghi số điện thoại của kho drop để bên lấy hàng họ qua kho drop họ lấy và họ liên lạc với bên drop ha. Rồi địa chỉ kho là ở Sài Gòn, ở quận 3, ở phường 5. Ok, bạn ghi là 184-56 Âu Dương Lân ha. Đó, và bạn có thể là liên lạc với cái kho để họ cung cấp chính xác cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ ha. Rồi bạn sẽ ghi là đặt làm địa chỉ lấy hàng, bấm vào ở giữa này nha. Rồi mình bấm lưu lại. Rồi ở trên thì nó mặc định là cái địa chỉ trả hàng ha. Còn nếu mà nó chưa mặc định địa chỉ trả hàng á thì bạn có thể vào đây để mình sửa lại ha. Rồi ok, mình đã có hai địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là cái địa chỉ lấy hàng, tức là khi có đơn hàng thì bạn sẽ gửi cái thông tin của cái đơn hàng đưa vào kho drop và bên họ sẽ tự động họ sẽ đóng gói và họ sẽ giao hàng cho khách hàng luôn. Đó, còn cái địa chỉ trả hàng tức là trong quá trình giao khách hàng không nhận hàng, hoặc là khách hàng trong quá trình sử dụng muốn đổi trả hoặc là gì đó thì Shopee họ sẽ tự động hoàn cái đơn này về nhà của bạn, về địa chỉ của bạn nha. Mình có hai địa chỉ. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái mục đánh giá shop nè. Đó thì shop mình có đánh giá như nào thì nó sẽ hiện ở đây. Rồi hiệu quả hoạt động nè. Đó thì nó sẽ hiển thị là như nào trên đây luôn ha. Rồi sao quả tạ. Đó. Rồi những cái này mình sẽ nói sau ha. Rồi báo cáo của tôi nè. Đó. Thiết lập shop. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chỗ là hồ sơ. Ở đây bạn sẽ cung cấp cho Shopee là 5 tấm hình và một cái video giới thiệu về cái cửa hàng của mình. Thì có một cái tip nhỏ nhỏ thì bạn có thể là lên YouTube bạn lấy một cái giới thiệu của một cái cửa hàng nào đó cũng được. Còn nếu mà không thì bạn có thể là quay cái cửa hàng trước nhà của bạn, hoặc là bạn sẽ quay cái địa chỉ nhà bạn cũng được, hoặc là quay một cái nơi làm việc cũng được ha, để cho nó có cái độ tin tưởng tốt hơn. Rồi cái hình ảnh thì mình có thể là lên lấy sản phẩm ha. Rồi bây giờ mình sẽ cung cấp cho bạn cái shop clone. Bạn đợi xíu ha, để mình kiếm cái shop clone cái. Rồi ok, đây là cái shop mà mình clone ha. Rồi thông tin chi tiết cái quy trình drop cũng như là cái mức mà chiết khấu mình nhận được như nào á thì bên kho họ sẽ trao đổi với bạn sau về cái vấn đề này ha. Rồi thì đây thì mình sẽ cái shop này thì nó chuyên về những cái hàng mỹ phẩm cũng như là thực phẩm chức năng vân vân ha. Thì nó có khoảng hơn 100 sản phẩm á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ ghi cái phần mô tả của cái shop mình. Rồi đầu tiên mình sẽ lên Google mình tải một số các hình ha, ví dụ như là mỹ phẩm nè của thằng Detox và Lăng nè. Đó mình tải về. Bây giờ trước khi tải về á thì mình sẽ tạo một cái thư mục riêng ha. Mình tạo một cái thư mục riêng ở ngoài đi. Ghi là Shopee ha. Rồi mình sẽ lên Google mình tải 5 tấm hình về. Mình sẽ vào mình gõ tên sản phẩm đây nè, mình vào đây mình lấy ha. Rồi, ví dụ như là 5 tấm hình ha. Mình lưu ý là mình lựa hình đẹp nha. Rồi dùng tấm này. Một tấm nè.
Rồi ví dụ như là tấm này 2 tấm nè. Rồi ví dụ như nước hoa cham nè. Đó, mấy tấm này đẹp đẹp nè, đó mình lấy về. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Rồi mình sẽ lên YouTube. Mình sẽ gõ cái từ khóa là cửa hàng nè, mỹ phẩm nè. Đó. Đó, mình sẽ lấy cái video này nè. Đó, thấy nó chuyên nghiệp chưa? Rồi, ok, mình sẽ vào đây, mình sẽ dán cái video YouTube này vào. Đó, bấm lưu lại, xong. Rồi, ở đây mình sẽ lấy 5 tấm hình. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. À, nó hình nó quá nhỏ hay gì đó. 4 nè, 5 nè. Đó, đây là 5 ha. Rồi. Bây giờ cái chỗ mà hình đại diện của shop nè, bạn hay là chụp cái tấm hình selfie của bạn gắn lên đây thì nó càng tốt. Còn nếu không thì mình sẽ lên Google. Mình sẽ gõ cái từ khóa là shop bán hàng. Đó, shop online nè, đó, hoặc là mình sẽ thiết kế cho mình một cái shop chẳng hạn ha. Rồi mình sẽ vào đây, mình dán nó vào đây. Đó. Rồi mình sẽ tự thiết kế ha. Thiết kế dễ thôi. Rồi mình sẽ ghi là cửa hàng mỹ phẩm đi. Đây rất là nhiều ha, mình sẽ lấy tấm này đi. Đó, mình sẽ đây mình gắn vào đây ha, chỉnh sửa ảnh nè. Lấy tấm này vào đây. Đó, siêu đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mô tả cho cái shop của mình ha. Shop mình sẽ mô tả rất đơn giản thôi. Bạn sẽ vào Shopee. Mình vào đây mình ghi một cái shop mỹ phẩm nào đó, ví dụ như là về tắm trắng đi. Đó. Mình lựa một cái shop là Mon, shop yêu thích đi. Đó. Thì đây họ có một cái sản phẩm sữa tắm trắng này kia ha. Rồi, mình sẽ vào shop của họ. Đây. Họ có đầy đủ luôn nè. Rồi, mình sẽ vào đây, mình dán vào đây. Dán vào đây. Mình chỉ thay cái số điện thoại của mình thôi. Thấy ok chưa? Đó, thay vì mà mình tự nghĩ ra thì họ đã nghĩ ra rồi, chỉ cần dán mình lưu lại. Đó, thì cái shop của mình nó khá là ok đó. Bây giờ mình sẽ check xem cái shop của mình nó được lên Shopee chưa nha. Thì bạn sẽ gõ cái từ khóa là cái tên shop của mình nè. Mình vào Shopee. Mình gõ là Shopee sẹt là Hùng Vương Shop. Đó, thì nó sẽ ra cái shop của mình nha, chờ nó load một xíu. Đó, shop của mình nó đã có một cái video nè, 4 tấm hình nè ha. Đó, một cái mô tả shop chuyên cung cấp mỹ phẩm giá trị ABC, số điện thoại liên hệ. Rồi, một người đang theo dõi ha. Rồi, đó là xong cái bước mà mình đã hướng dẫn bạn cách để tạo một cái shop như thế nào cho nó chuẩn, cũng như là cung cấp cái địa chỉ giao hàng cũng như là địa chỉ hoàn hàng. Rồi, trong cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta có ngay là 100 sản phẩm đầu tiên trên cái shop mình rất là nhanh luôn nha. Rồi, ok.